quỳ trên chỗ cò luôn. Cái đầu cuối xuống đây ăn. Ăn đi. Ngồi xuống. Ơi, gác tay lên. Rặn mặt nhăn lại. Hết chỗ mẹ rồi hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miu Seven, mình là bác sĩ. Ok, và hôm nay tụi mình sẽ quay lại với một clip, đó là quay trở về tuổi thơ. Và chắc các bạn ai cũng đi học thì cũng đã từng biết về cái trò chơi tuổi thơ. Có dùng miền thì người ta chơi, còn có dùng miền thì người ta không chơi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ tái hiện lại cái trò chơi tuổi thơ, đó là trò chơi nặng tượng. Nặng tượng là gì? Nặng tượng thì đơn giản thôi, tức là sẽ hỏi từ xì. Người nào thắng người đó sẽ nặng, và cái người thua thì phải đứng yên cho người kia nặng. Ví dụ như là bạn bác sĩ em sẽ thua, bạn ấy phải đứng yên để cho mình nặng các tư thế. Ví dụ như là mình bắt bạn để như vậy, rồi bắt bạn làm cái chân kiểu gì đó là do mình, thấy không, là để tạo ra những cái tư thế mà có thể là đẹp nhất, cũng có thể là xấu nhất, cũng có thể là hài hước, cũng có thể là lầy lội nhất. Và bây giờ không dông dài nữa, tụi mình tiếp tục đi vào vấn đề chơi nặng tượng. Được, let's go. Được, ba xì đi. Rồi, đừng đứng lại đi. Tay đẹp lên sang. Chưa, để em cắm ngón tay. Tay đi. Cái chân này lên. Đó, đẹp đó. Lẹ lẹ cái mắt lên. 10 giây thôi. Vậy đó, các bạn thấy à? Các bạn thấy đẹp không? Cho anh Cường chu đít lên rồi chứ sang. Rồi, đây là rồi, ghi xuống rồi. Rồi, rồi các bạn nha các bạn. Á đẹp. Rồi. Rồi. Ok, bây giờ tới lượt mình sẽ nặng tượng bạn. Đứng lâu lâu tí nha. Bác sĩ em. Thì mình sẽ... Anh nặng sao cho nó biến thái em Cường. Biến thái à? Biến thái. Mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ lúc mà mình có ý định làm cái video này rồi. Mình có một cái ý định làm rất là hài hước, nhưng mà không phải làm khó bạn sang đâu. Rồi, bò bốn chân xuống. Bò bốn chân xuống. Chứ phải làm chó rồi. Cái chân này trụ lên, trụ cho vững. Cái này dơ lên. Không đại. Thôi, miệng kêu xì xì. Xì xì. Rồi, quắt cái chân này. Quắt rồi nè. Quắt. Đúng rồi, xong. Đủ các bạn, từ này tôi cũng cho không đi. Đứng lên ngay chỗ đó hồi nãy đi cho em quay, để tôi quay 10 giây. Lát cái giò, 2, 3, xì đi em, xì đi. Ồ, má ơi, con chó đá trong phòng mình mày ơi. Hay đó, sang làm chó là đúng luôn. Mình sẽ cho Cường làm cái gì đây? Làm gì cái đi? Con số gì đây cơ? Ra mà tao không mấy cái xương chân xuống. Quỳ chân xuống. À, quỳ đúng rồi. Bò luôn. Bò luôn. Cái đầu cuối xuống đây, ngửa mặt lên. Ăn đi. Anh đi. Hey, giống mấy con chó trên xe tải sẽ hơn. Cái đó sủa không? Đúng rồi. Không, đẹp vậy thôi được rồi, đang ăn mà sủa gì? Đẹp đó, đó chó ngoan. Con này con gì? Rồi. Hay quá rồi thôi. Cho anh làm chó hả? Mẹ cho anh đái vậy, cho anh ăn cơm. Con số gì đây? Cơ ra mà con mấy gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ chơi lô tô. Con số 4 là con số 4. Xếp lại cho nó đẹp, cho nó giống cái coi. Ngồi xuống. Không, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi. Tao biết cái gì? Không, ngồi xuống. Tao biết cái gì vậy? Gác tay lên. Gác tay lên vậy. Rặn kiểu. Mặt nhăn lại.
Quay xa xa cho miếng cho người ta thấy luôn. Tao biết là con này. Bây giờ bắt đầu nha, xong tư thế nha. Bây giờ làm 10 giây để máy lấy hình. Con số gì đây? Đây, ta cho mẹ không bằng mày. Hết chỗ mẹ rồi hả? Không chơi này. Đi đâu, không chịu đi đâu. Làm luôn. Má mày hết chỗ mẹ rồi, không tao mày. Rồi. Dậy nữa. Con số gì đây? Con số gì đây? Cơ ra mà con quay một trang xuống. Mày 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 Chân lúc nào nhún nhảy cứ đưa đi đưa lại hai cái xong vuốt mặt một cái. Mèo à mèo rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu đó 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 vậy đó. 10 giây nha, 10 giây nha. Nè, bắt đầu nè. Mèo à mèo rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép, đau mắt rồi lại khóc mèo mèo.